điểm cho ông hết. Ai cũng có biến pháp để đi. Nói chị có sớm với nhau đi. Sớm mà làm gì bỏ em đó. Chị nhắc không sớm không ngoài đó, chị đi uống hoặc mày. Chắc tụi mày đúng, bè chung với tao cùng nhau. Mẹ thưa á, chung số anh ơi. Chơi thẳng cái việc lót á. Ôi, tiền đến chạp cho em hả anh ơi. Đấy, chào muốn mấy tỷ chứ. Đứa nào khách tiền vào tay mà khách về, khách ngồi luôn. Ra đường sợ bị cướp luôn nè. Thì em chắc em phải thêm loạt nguyên vệ sĩ theo. Anh Tuấn có thể nghe đi sắp tiền cho em. Anh Tuấn chưa? Thế làm chưa? Đi sắp tiền luôn. Nghe à. Ủa mà anh nào cũng thích bóp của cái đó rồi đó. 80 tỷ đó. Người ta chia sẻ đó, người ta bảo là thấy cái ông trước đánh con số đó, thế là ông cũng đánh lại đi số đó thôi. Thế nên chung đó, ông bảo là biết đâu lại trúng. Ai là trúng thiệt. Thích bóp đó. Ê, cái vé số đó chơi trúng như mình chỉ trúng 100 ngàn thôi đúng không? Nhưng mà cái đó là dạy 8-300 ngàn. Em chả biết chơi cái đó, em chỉ đánh ta chính để em đọc thôi chứ còn. Nhưng mà cái đó phải quay 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 á, rồi trong điện thoại mình chọn số ngẫu nhiên á, chứ bạn mua như ngoài thành phố là mua đâu. Nhưng mà chắc cũng phải mắc hơn chứ đúng không? Ừ, mắc hơn mà. Mắc hơn cái giá trị quả cũng 10.000 một tờ nhiều. Phải không? 10.000 một số. 10.000 một số đó. Mà nó khó chút phải chút ra. Thôi mẹ. Thì làm sao mà có kim phát tín. Người ta phải đánh liều với em chưa? Có đúng một lần em mua vé số. Hai lần, một lần đấy chơi kia học. Cái thời đầu tiên là các nhà học sinh ấy, mua ủng hộ cái gì á. Ôi, đừng có tờ vé số. Đấy cũng được vậy hả? Ừ. Bắt mùa học sinh. Biết rồi. Còn một lần đấy, cái này em mua một tờ. Thì cũng hay được nhận mua cho vui thôi. Bà cứ mời hoàn, cũng còn nhiều nhỏ nữa. Cả hai vợ chồng chồng nó ra. Chuyên mày nhắn với chị Ke á. Vâng. Rồi ở mất chứ ạ. Không bảo để ăn cơm hả? Ăn cơm xong á. Ừ. Và ăn cái khác rồi là ăn bánh tiêu đấy chứ. Họ đói bộ này à. Rồi ăn là đói à. Không thật. Lót chứ không? Thank you.
Nó ăn thì nó ok. Đau thì đau nhưng mà nó vẫn đúng là đúng rồi, đúng rồi. Nắng nó nắng 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 chó. Anh không biết là sao bảo mà. Sao bảo à. Tôi nghe cái nói đó mọi người gì nhá. Con này là đề cãi nhau với chồng nhưng mà thôi em phải nói đi, nhìn mồm em quá nguyên quá. Thật mà. Tự nhiên em để ý á. Không phải để ý đâu mà tôi nói chứ. Nhớ qua nó đang mệt rồi. Con cũng không biết nhớ nha. Người mình đau không muốn nói. Nào bố con chọc nhau một cái người thì đập với tôi. Buổi tối hơn, cái gì đập nhiều buổi tối? Thì đó à. Trời ơi, chưa đủ một tay, chưa đủ mặt đến sao vậy? Nó đập đâu? Thôi, ăn hấp khói thì giảm. Được rồi, lên tay này.
lấy cái số 6 nhộm á chị. Đẹp lắm. Chạy nhộm tóc á nhộm. Chạy nhộm tóc á. Nhộm tóc á chị. Làm cho đấy đi chị, lên đấy làm chị làm ok lắm. Thôi ở đây thiếu chị má. Thank you.
không? Chẳng cần 15 anh, chẳng 12 nữa, cũng nhiều người làm. Và mấy nhiều là sẽ phải mấy người đưa tới cho nó gì đó. Ai? Chị mấy đêm ăn thế thì bọn ấy dìm nhau thì nhà nó vậy. Mày không biết thấy con vốn nhà thường đi là con nhà ừ, con nhà bà gì ở chợ ta? Con bà gì ở chợ? Trong mà Thu Rơi. Ở Thu Rơi á, nói xấu con anh. Trong khi trong về đang thử. Ê, bây có biết chồng này nó xấu con ánh với con em đây là Nhung. Đúng rồi, Nhung. Có đấy đến ông bốn mà. Cũng trong nhóm của Hương á. Ông bốn mà. Con đấy lấy chồng ở chỗ em nè. Lấy thằng gì đấy? Toàn. Toàn. Thằng An Ngoan mà. Còn em này chẳng có công an á. Ờ. Con đấy xin gái nhờ. Chẳng nhờ. Con đấy xin gái nhờ. Ai mà không có công an ta? Nhiều lắm á. Có bắt không? Ê, mày biết, ở trên đấy mày biết thành dưỡng bởi đồ quá. Hả? Mấy thầy làm cái sao thì... Cái gì? Em dũng vừa đồ, mày thích có học công an mà. Vì sẽ học công an cũng nhắn tin cho chút xong rồi giờ anh thích công an rồi. Giờ anh đi làm bất động sản. Giờ trang điểm nói chung là quá trời. Thưa chị mà đừng quên hết, chị trang điểm ở đâu? Hả? Được cưới lại trang điểm không? Rồi là được cưới lại các trang điểm mà vẫn thấy con đi chụp hình ảnh đã không nên đến nó về sao nó không cái đợt đấy nó kêu bắt đầu thì giờ cưới lại chụp lại bọn mình cưới có đó là điểm phải thì giờ mình thích thì đi chụp lại cũng được mà ảnh tốn tiền phí tiền nhỉ không mình ấy cho chị mình mặc đồ lên trang điểm không mình chụp thôi chụp giờ chụp rẻ mà mình là đẹp đấy ngày xưa người ta còn mặc váy tần ngày kia thì sao tao mặc thời gian đúng không chụp cả nhà có lẽ mình ở đầy đủ lắm phải đi chụp đẹp đầy đủ đấy hả đẹp không bao giờ phải đến cái đẹp như ra anh nói gì đẹp sinh năm cái đẹp cho anh chi miếng ngon chi nãy giờ luôn á đấy thôi muối á khoảng là không còn à. Ông đấy là anh họ của thằng Việt ấy, nó che mà nó bảo anh ấy
người nghèo mà đi được mỗi cái đẹp. Mẹ chồng ghét lắm á, mẹ chồng ghét luôn. Việc chơi là em họ của ông ta, ông chồng ông cha nó chê là nó bảo con này mẹ chồng ghét lắm á. Ủa nhưng mà nó chồng nó không nói gì được. Chồng nó lắm á. Gì? Mà con nói chuyện tự nhiên nhỉ? Chồng nó không nói gì nhưng mà sao mẹ chồng ghét nè. Con này có tiền có bầu để cưới nó. Xong nhà thì nghèo, nhà bà thì quá giàu á. Nhà bà thì quá giàu á. Thì mặc đẹp đẹp quá thầm vậy hả? Cái gì chị á? Chết tiêu. Tao làm gì cũng phải ghe. Giờ này tao còn ngồi đây, tao phải chơi chiêu tao phải biết. Cái gì? Cũng thuê chiêu luôn đi. Ngồi làm gì? Chiêu là giờ có đi phát để đi rồi. Ừ. Giờ tao đi tới đâu rồi? Cái cần ngồi đây các con đi. Dạ. Ông đá bơ. Cái nhờ đi. Cái mai này gọi mẹ, giờ mẹ làm sao được mẹ không cho mày luôn. Rất là tự nhiên. Mày tự tử luôn đi. Mấy ông thảo chị được lên bão. Mày chết mẹ rồi. Mày chết rồi. Ê, ăn thắt ai cái đói mẹ chị cho thật đấy. Cho chết thật hả? Ừ. Mua xe thật. Tao tưởng mua xe thật. Bây giờ mẹ chị kêu mày chết mẹ mày sao lên thử đi. Ai mua quả đấy cho cho. Ăn mãi hết chán. Nhiều thế. À, nó thăm kêu một tổng gì chưa? Mình chẳng có mà ăn. Mình không cho mình á. Ừ, nhà mình còn 2 tấm thì giờ ăn nhiều hết. Cả mình vừa ra lên kìa. Ăn 2 nè. Chị kia cho. Đấy, chị kia còn mấy miếng. Chị kia tạo một cái cắt con thu con. Ông kia giao nước cho bà kia chưa? Dạ, cô ba mẹ mày cắt con gì ra? Cùn cồn. Ừ, cắt con gì giá xinh xinh rồi. Con bướm. Nó không con bướm. Cái này bình thường á. Cái này cánh nó to không? Cái này cam đổ ra cái mình nó bị ốm. Không về đủ lắm hết. Tối em phải đi đâu mà mày không đi? Lúc nào em phải đi? Đi đâu?
Rồi thăm chị mắt lẻ. Mình thăm mấy chị ở chợ đêm á. Cái sự tối nay mình không ít được vậy. Giờ mới ít đi rồi đó. Quá, ngày nào mình trước ngày nào mình thì. Ờ, hỏi lương cái gì? Quần áo. Không phải đi. Em đi ghê lắm chị. Rồi em mới ra chợ đêm mà. Em bán thầy mượn chồng móc bài đấy xuống thôi. Chồng chồng hay chở đi lắm. Tao thầy cái này á Nhung. Tao ở xoài bao nhiêu năm nữa mà cái số chợ đêm với lại siêu thị tao đến chợ đầu ngón tay tao đâu có nhận tao đi đâu. Mà mày đi ghê vậy. Chị không biết rồi. Chị đã không biết rồi. Hai người bán hàng rồi đấy. Không. Có điện biết rồi. Không. Chị Dương. Bán hàng rồi. Hả? Bán hàng rồi. Thì sao vậy? Chắc hết giờ rồi. Chị nhảy ra bài đó để ý. Thế mà một người to lắm. Đâu, bà xong mình mà. Vợ chồng nó có vợ đâu, đâu đẹp đấy. Tao cũng khổ nghiệp. Thế
con tao sao đây cũng phải xấu thật mà. Sao đứa nào được? Nỗi lòng. Nỗi sao nỗi lòng được. Bây giờ nó xấu thì xấu, sao nhớ lòng được á. Ít sức em bị bồn nó còn đấy. Cứ chê nó đi, nó đốt để con cho em chấp nhận. Ai chê con em được mà, nhưng mà nó xấu mà. Thôi sao mà nó phải xỉ mạng văn đất của em nhỉ? Thằng gì? Chị nói vào đây bao nhiêu người dám trốn.
quay chết đầu tiên á. Mẹ chị ai về đấy còn thánh không? Thánh chửi không à? Thánh chửi luôn à? Ta nói của chỗ đây thằng nào cũng chửi hết, không chẳng qua là chưa ra vào đây chửi em đấy. Vậy mà có một người không chửi. Cái gối này của anh em ngồi đâu biết đâu. Không đó, cứng không nên chửi. Ngồi thì em vào và nấu ăn. Còn bếp. Kim. Đứng dưới này trong dưới nọ không? Khó lắm. Lúc trước em đang yêu em cũng như vậy, em dự phòng.
lấy rồi thôi chứ. Yêu mà giờ lấy rồi. Mà giờ em vẫn dự phòng mà chị. Không phải dự phòng mà ý là mình cứ đứng núi này trong núi nọ thì có một lòng. Đây nhưng mà trước chị cũng thương cái thằng là cà phê lắm, không đi chơi không nhận. Tự nhiên đình là đình đó là tao lâu quá đi ra mà có thể là vì tóc vì nghĩa sống thì con cái gì cái chẳng có gì làm một cả tính cách có khả năng con ăn tính cách đúng chị sắp mà thì cũng thứ hai hay hồn lắm hay hồn thì có sao mà giờ chị đâu có gì làm buồn đâu mà sợ. Được thì thôi. Thì thôi, kéo gì. Thật, chỉ là nói chuyện người lớn mà. Mẹ với nhau còn ly hôn được không? Không tuổi hợp chị. Chân tuổi hợp không? Khác nhau với hai đứa, ý là làm ăn lên nhưng mà khắc khẩu. Bây giờ, trời ơi, cái bà thầy bói, bà cứ nói là chứ làm nên hay không ai mà biết. Thầy chỉ bảo kêu sau này mình nghèo lắm nè. Thì bói là phải nói cái gì mà nó lời thì nó phải lại nói cái gì chị đi chờ nó giải đi rồi. Chị nhớ không thầy mai tao đi chơi nhất là bảo là biết em không mở lên mà thương cho mắt đọc tiền của hàng đậu không mà hiểu hàng đậu không hết chị kêu nhớ rồi đánh nó đi. Thủy ơi, mai ta mà đi chơi nữa, sao bảo con số khỏi mày đi đâu? Đi nha. Mai hả? Hôm nào tao đi chơi ấy, tao bảo con số khỏi mày đi đâu? Đúng rồi, nhìn xin đi lên. Đi không? Mai như này. Ê, hôm nào đi nó không? Đi đâu? Tốn tiền. Đi đâu? Đi cái thằng kia kia đó tốn tiền. Tối nay đi nè. Tối nay nó trực rồi. Mai đi. Tối nay nó bắt chụp rồi. Trời ơi, em đi xong rồi chị đổ ra em. Nếu mà bà đàn bà mà bắt được xong rồi chị đổ ra em thì mẹ vỡ nhà em. Chồng mày không biết đâu, em phải chồng mày gặp đi bảo là quần chi. Đúng rồi. Mà hai thằng nó công kết với nhau chúng ta chị đổ. Mẹ em luôn. Mẹ em luôn. Mẹ em luôn. Mẹ em luôn. Mày có biết không? Đi nha. Tối nay nó chụp rồi, tối mai đi. Còn mặc đẹp không hay mặc đồ bộ? Đẹp tí. Đẹp quá rồi, đẹp hơn rồi nó lại kia em hả? Nó đẹp kia đâu, đẹp năm. Tao cũng còn thấy nó đẹp nó có bộ rồi, nhưng mà đi cho tới tối kẹt cống để nói chuyện luôn. Lỡ em đi em gặp em gặp người nhà ngoài em ngãi không nói chuyện đâu. Ngại gì, nói kinh nghiêm nó ác lên. Kinh nghiêm nó ác lên. Mày có thể nhận thủy của hôm nay trong lúc nào? Người hả? Đi nha. Đi mày nhớ đó. Em ăn nhiều lắm. Anh Nam bắt gặp lại bảo em đi mày em đi không? Em đi em làm cái số phận chị luôn. Làm sao được? Nó đâu quan trọng đâu. Em yêu chị thấy đó. Không chị đổi những gì? Không. Thế là người yêu tao thấy đổi là bạn của mày thì. Tao mà đi á. Để nói chuyện đi tao không cần biết đâu. Ngồi ăn thôi. Ê hôm qua bảo chị xuống nhà anh Tuấn nhậu xong nó xạo nó bắt đầu nó chặn đầu tao nó bảo nó đi ngang nó không thấy xe tao xong tao bảo là nhậu lúc đầu là nhậu bên này nhưng mà bên này không có be sao phòng thủy nhậu như be đùa con chị đi chơi à đi đâu đấy à chị ghê vậy chị ghê rồi đúng không đâu á tối nay nó chập rồi nó đủ đi ăn nó kêu tối mai đi tối nay nó chập à tối đây bệnh viện chơi nó thì lên. Nghe. Mẹ chú mẹ. Mẹ tính hả? Ừ. Cho nhập viện luôn á. Còn đàn bà cho nhập viện luôn. Này, nếu mà em đi thì em thế này là chị Nhung. Hai người nói chuyện gì nói em cứ thế này nè. Em cứ. Không biết không? Thằng kia hỏi em là em Dương như thế nào? Đâu hay bạn Dương hả? Nhưng mà. Em đang nuôi Nhung. Em Nhung nhá. Chị bản tính. Nó tự ập chị ơi. Xong đến về nó lại yêu thì bị mất thôi. Đã chịu ập đến cái sở. Không nè, anh mặc rất đẹp. Ngồi trong trang điểm làm tóc ta các thứ đến. Nó tự mày bấm đau. Đẹp gái bị đau. Quen chưa ạ? Quen chưa? Quen
đấy. Ăn nấm thì ăn no mới cá hả? Nhung, đợi cho em bảo, đợi cho em bảo với Bình Dương mấy thằng mới nhắn tin xong rồi đòi gặp mặt á. Em bảo được, gặp nếu mà đẹp thì ok, còn nếu không đẹp thì em là thế này. Em nói với anh. Nếu mà đợi nào nói. Nó chạy mất luôn. Các bạn ra, các bạn mắc mày mất đi thì ơi. Người ta bảo nếu mà đẹp thì ok, nói chuyện tiếp, còn mà không đẹp thì lại giả bộ vào chứ. Em nói thật với anh chứ. Thế là em cố em nhìn lại, nhưng mà nhìn nổi á. Em xin lỗi, em đi về trước. Cái bảo thế này nhìn đẹp gái, chụp hình mắt bình thường. Không đến nỗi. Ngoài lén á. Tình thái mới bị không thì giả bộ. Không thì giả bộ bảo là anh đến trước đi, anh ngồi bàn nào thì anh nói em. Xong rồi mình hình dình xem nó ngồi bàn nào. Nếu đẹp thì vào, nếu mà không đẹp thì lại. Đó anh, này anh hẹn gặp em đúng không? Không mà lại chạy được riêng. Đúng không? Chị thì ghen rồi. Đi nha Thủy. Ok. Mặc đẹp không? Bình thường, em không có cái gì đẹp hơn đâu. Tao có mặc cái tầm đen thôi. Sao lại đen với chị? Hai đứa lại mặc hai tầm đen. Mặc vậy thôi. Sao chị lại mặc tầm đen vậy? Thôi đi đi Thủy, đỡ lần sau ví dụ như mà mình có chị ở trên đường mình tỉnh á. Ừ. Nhờ vả được đúng không? Nhờ vả dễ, giống không chị đó. Nhờ vả là bố chị đi ôm biếu ấy, chị nhờ nó 5 phút đồng hồ được xong. Nó nằm trong bệnh viện mà nó nhờ nó xuống. Nếu viện mà bác sĩ mà chị nói như vậy. Mà chị lấy để chuyển viện đó thì phải nằm mất nửa ngày đúng không? Xong chị bảo là cho chị bố chị xuống 5 phút đồng hồ nó ra nằm sạch sẽ. Sao ông chú cho 200 nghìn nó đâu dám lấy đâu. Tớ mà nói một kiện sao ông cho 200 nghìn dám lấy đấy. Dùng đấm chết. Bố chị á? Ông chú thì cùng bố chị á. Cho 200 nghìn. Chắc rồi. Hôm nay mình ngồi với mẹ cách một chỗ mày ngồi xa ta đâu có đầu bắt đầu mày lại sống ra đi kệ đi Thủy ơi thêm bạn thêm ấy có sao đâu có đi sau có gì ai biết được còn nhờ bà nó quen với bản thân nó làm ở dưới thánh tông đâu á không thì đẻ thứ hai cho anh đỡ đâu không chỉ làm bên khoa xét nghiệm thôi được lắm xét nghiệm là ừ chị ơi bé này đến này bạn em mình ừ nó ấy thôi bạn nó làm hình như trưởng phòng dưới thánh tâm đó bên khoa xét nghiệm đó kia tám 5-16 triệu từ đó hả chị dẫn em đi với thêm bạn thêm vui ngủ đó ừ chẳng đi ngủ ừ mà sao chị lại rủ em vậy thì đi đâu chị tới bạn phòng em thì vậy em đi mà tự nhiên mỗi hai ba đứa ông hỏi có mình chị thôi chị kéo thêm ba đứa nữa thì chắc vui à một đứa thì mình cứ vào ngồi cứ thay góc tao lại cứ chị ngon nhỉ? Ừ, ngon. Ăn mà kệ chúng mày nói chuyện gì kệ. Lần sau ăn mất rồi đó. Chị hai với một cái ăn đi này để ăn đó mà. Thôi đừng đâu. Đây làm bướm đẹp ha. Bỏ gọn xuống. Cái hôm xếp bỏ xuống. Chị thấy bất cứ linh hoạt. Bỏ lên để nựa. Nựa cái nào xếp cái nào bỏ. Chị thôi thôi cho em đi đánh chị thì. Đâu sao em nào đâu. Giải đi ngoài. Đi đi. Nhanh lên. Nay 15, 16 rồi đúng không? 24 này đủ 100 ngày bán.
như mùng 2 là đã khỏi rồi, chị không cần thăm. Mẹ chị mới gửi sách của nó, chị học sớm học tiếng Anh để về khảo cha đó. Và đã học được chữ nào không? Không, chờ đã ai biết cơ hội khác sao? Chờ đến tay ai để đến sách năng anh nhỉ? Đàn bà ơi, em nhớ anh. Em nhớ anh đàn bà ơi. Rồi tại cái ngày đấy không mê bác sĩ thì giờ đau khổ như thầy. Nó kể là bác sĩ thành công tối này. Nó lên đấy nó cặp biết bao nhiêu con. Tối nào nó kêu nó trực rồi nó lại ở ngủ, ngủ lại với cái. Nó không như anh, chiều tới 3 giờ là có mặt tại phòng. Thế là nhà kia nó xây nhà to hơn, nhà là đàn bà. Tôi thấy anh ngồi khi lấy về không hợp á. Đang xây nhà mình tỉnh mà. Tôi thấy anh ngồi biết tập tiêu với con chị. Thì em phải hợp đâu chị ạ. Đúng rồi, cho Lan Anh xin cái giấy màu. To nhỏ hơn thế. Con bé không thể biến. Thấy chồng bác sĩ khổ lắm. Khi nào mà mai mốt ấy mà không nằm chung nhau ấy mà đêm ấy ta nhắn tin. Đứng gần bàn á, đứng gần bàn gì không? Thì bọn bay biết nha, thì buồn nó đi rồi không ai nói chuyện. Bên kia kìa. Đàn bà ơi. Thằng nào thằng đàn bà hả? Ý là tao bảo nếu xong mà con lấy thằng bỏ đàn bà. Ôi, nói chuyện đi nghe đó. Xong rồi tao có nói đâu, vừa nói cho nghe mà. Xong rồi thế mà đêm ta nhắn tin cho bọn bay tâm sự là biết thì nó bỏ tao ở nhà đi gái rồi. Nhưng hình đâu lúc đấy chị lại ngại, chị không dám nói mà em, sao em biết được. Em nhớ một lần nói. Chị, em nhớ những ngày anh chở em đi ăn cà phê ông Dương. Em nhà tao mà ngày trước tao làm kia kia trước tao mà bỏ nó mấy năm rồi, nó lên Sài Gòn mấy năm mới đến vợ. Nhớ những ngày trời, em chỉ ăn mình cứ ong thôi chứ làm gì nữa chứ. Cái gì? Mày nói gì vậy? Dưa xào. Hả? Dưa chua xào thôi. Nhiều con cá này không? Nhiều con cá này không? Em anh ơi, nhớ những ngày anh dạy em đi ăn những kho cây cá chép ôm dưa. Giờ thì dưa thì đầy nhưng cá chép thì không có. Nhưng mà em ơi, em ăn dưa cho nước mắm. Chị chứ em không chạy đâu gần đâu. Dù nó về nó bỏ ta một cấp thì ta cũng chỉ cần lấy là dầu, 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 dầu. Ta mấy con chiếu ra nó vỡ mắt lại. Được. Tôi thì yêu lắm say bác sĩ rồi, lúc đấy về nó anh đang ở đâu đấy? Đàn bà đấy, cháu đi gái, nãy đi khắp đi tìm người anh có sự cái gì? Mạnh. Cái gì mạnh? Cái gì Trần gì mạnh đó? Trần mạnh. Trần đã Trần rồi lại còn mạnh. Mạnh Dung. Đâu phải như người té đâu mày hả? Trần Văn Trường. Không, nghe là tao nhìn mặt Nhung, tao vẫn nhớ chiều hôm qua cảm giác của Nhung khi gặp vợ anh Phú. Tao thì đéo biết gì đâu. Không, mặt. Em đang nhìn anh Quảng Nga. Mặt nó vừa nè. Tao vừa nói những câu thấy bảo ông Nhung đây, tao cũng ngại mọi người. Lại Phương Nam ơi, em đang ở đâu? Giờ em ở phương Tây thôi mẹ chứ. Mệt quá. Lúc đấy chị hát là gì đâu? Có ai đi về. Chán quá. Còn này dứt sâu mê bay. Mùa mê lúc đấy có đi phát được đấy. Nên phải là khóc không muốn khách sạn làm sao mà không. Như kéo thì phải ở đây mà buồn. Có ai đi về mình các không em. Cho em theo dưới. Mà bọn mẹ mình dứt sâu thế. Đi. Trời xanh mây trắng. Này nó diễn sâu dễ mà hoa dòng thủ nông gian. Thank you.
đừng có đem tao nữa đâu. Tao làm cho mình chửi. Ừ, mày có chồng rồi. Em làm gì có cái gì vậy? Mày để mặt mộc đi đúng rồi, mày không cần phải trang điểm đâu. Em đâu có biết trang điểm đâu. Đúng rồi. Mày nhìn tao hơn như kia. Đã tạm ok. Anh nói tên nó không? Nó tên là Mạnh nhưng mà nó không mạnh tí nào. Ừ, ta tìm chim nhỏ này. Lúc đó lại hối hận một kiểu. Hối hận một màn. Em nhớ những ngày, nhớ những ngày được ở bên Nam. Em nhớ những ngày. Nhớ cảm giác đó rồi. Thở thì một tí thở cũng cho. Thật là yếu đuối. Sao anh yếu thế? Anh phải mạnh mẽ này chứ. Yếu, yếu thì lại đỡ đi gái. Chị thở vậy. Bác sĩ nó chẳng yếu đâu. Sao biết được? Thằng nào yếu hẳn luôn. Lúc trước mà không yếu thằng nào mà chim nhỏ yếu hết. Vãi. Đâu phải chim nhỏ yếu. Không có mỏ. Nhỏ có mỏ gì à? Gì? Nhỏ mà có mỏ không nghe. Thì bình thường. Bình thường nặng nhỏ mà chị. Vui vui lên nó mới. Tao không. Tao không nặng thì chẳng to. Nghe à? Nhưng mà thế thì chị lại nên bỏ đi. Đến ngay bác sĩ. Em là nhỏ thì lại một người nhỏ, một người sai. Chắc là em người rất nhỏ mà thì lại không người sai. Nhỏ mà không nhỏ chị. Nếu bạn cần to thì đi kiếm anh Nam. Phương Nam. Hãy đi về Phương Nam không, không cần coi gì. Không bắt. Thế là được chứ gì. Không biết à. Không biết hay ạ. Đúng không? Không biết hay ạ. 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 Không em chơi chị một bát mệt. Ấy thôi, yếu không biết trân trọng.